Chương trình tin tức thời sự bình luận với luật sư Trịnh Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng tôi nói về tình hình tin tức quốc tế ở Venezuela hiện nay đang hết sức hỗn loạn thưa quý vị. Và nguyên do vì đâu, tại sao? Thì xin thưa là do một cuộc bầu cử, đây là bầu cử toàn quốc và bầu cử tổng thống. Thì đương kim tổng thống là ông Nicolas Maduro và đảng của ông là United Socialist Party of Venezuela, tức là đảng thống nhất chủ nghĩa xã hội của Venezuela thưa quý vị. Được biết là ông theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa và ông đã điều hành đất nước trong vai trò tổng thống đã 2 nhiệm kỳ và mỗi nhiệm kỳ là 6 năm. Và lần này thì cuộc bầu cử này coi như là ông thắng cử và là nhiệm kỳ thứ 3 thưa quý vị. Tuy nhiên Venezuela theo một cái thể chế đa đảng và có đối lập. Và bên phía đối lập thì họ cho rằng là người của họ thắng thưa quý vị. Và ông Nicolas Maduro thua. Đó là lý do dẫn tới bạo động, bạo loạn. Hai phe đánh nhau. Một phe là chính quyền, như quý vị thấy là có lực lượng cảnh sát vũ trang chống bạo động, bạo loạn. Và một bên như quý vị thấy là những người theo phe của đối lập đã tấn công vào lực lượng cảnh sát. Khi mà bên phía ông Nicolas Maduro tuyên bố thắng cử tổng thống lần thứ 3. Kinh tế Venezuela trong 10 năm qua, 20 năm qua thì hầu như phụ thuộc vào du lịch và phụ thuộc vào xuất khẩu khí đốt, dầu hỏa thưa quý vị. Và có thể nói rằng giá dầu trên thị trường thế giới thì lên xuống bất thường và đôi khi chao đảo xuống thấp, khiến cho nền kinh tế của Venezuela lao đao. Họ không có một cái quỹ gọi là quỹ bình ổn giá của xăng dầu, cho nên những lúc đó thì xuất khẩu xăng dầu của Venezuela rất là khó khăn. Và vì Venezuela nằm ở rất xa các trung tâm tiêu thụ dầu, chẳng hạn như Trung Đông chẳng hạn như vậy, hoặc là Âu Châu, muốn chở dầu từ Venezuela phải băng qua những đại dương lớn thưa quý vị, chẳng hạn như là Đại Tây Dương mới đến được Âu Châu, vân vân thưa quý vị, cho nên khoảng cách rất là xa. Và đội tàu mà vận chuyển dầu thì lại phụ thuộc vào các nước phương Tây thưa quý vị, cho nên các nước phương Tây muốn cấm vận Venezuela. Cái lý do cấm vận thì ai cũng biết là lý do về chính trị rồi quý vị. Họ không muốn thấy một đất nước Nam Mỹ đi theo con đường xã hội chủ nghĩa thành công. Và những cái thế lực đối lập chống đối thì họ ngã theo phương Tây. Như quý vị thấy, họ đang kích động người dân Venezuela xuống đường để phản đối ông Nicolas Maduro ở ngay tại Sitia, ở thủ đô Caracas, Venezuela thưa quý vị. Và có thể nói rằng người dân đang bị kích động phản đối với lý do là ông Nicolas Maduro này coi như ngoan cố, coi như mở ngoặc kép là độc tài, ngồi lì muốn làm tổng thống chắc suốt đời muôn đời đại khái là như thế. Và với những cái chính sách gọi là cực đoan của ông về kinh tế khiến cho đời sống của người dân Venezuela ngày càng khốn khổ thưa quý vị. Nhưng xin nhắc lại là không phải là ông Maduro muốn làm gì thì làm, mà còn bị sự cấm vận của các nước phương Tây, trong đó có Hoa Kỳ. Họ không cho chuyển dịch, chuyển giao, mua bán bằng đồng đô la, rồi họ không chuyển vận dầu cho Venezuela, vân vân. Cho nên Venezuela muốn bán dầu là phải
lệ thuộc vào cái hãng dầu vận chuyển, thưa quý vị. Tiếng Anh gọi là oil tanker, rất là khó khăn. Rồi tiếp theo thì có 7 quốc gia Nam Mỹ ủng hộ chính sách thân phương Tây, muốn gây ảnh hưởng tác động đến chính trị của Venezuela, khiến cho Venezuela phải trục xuất, thưa quý vị, trục xuất các vị đại sứ của 7 quốc gia ở Nam Mỹ. Nói chung là tình hình các quốc gia ở Nam Mỹ cũng rất căng thẳng, có nhiều quốc gia theo đuôi, như đã nói, theo đuôi chính sách của phương Tây để mà thu lợi cho quốc gia riêng của họ. Thì trên màn hình, đối thủ của ông Nicolas Maduro là ông Edmundo González, đảng của ông gọi là đảng PT, một đảng độc lập, và ông tuyên bố là ông đã chiến thắng, tức là elected president, thưa quý vị. Thì cuộc bỏ phiếu vào ngày 28 tháng 7, ông này thì tuyên bố đã thắng cử, và mà thắng tới 70% số phiếu. Đảng của ông thì tên là Unitary Platform, tức là Diễn đàn Thống nhất, một cái tập hợp của những lực lượng đối lập chống lại ông Nicolas Maduro, thưa quý vị. Thì nói chung là hai bên đều rất căng thẳng, bên nào thì cũng tuyên bố thắng phiếu, thưa quý vị. Bên phía ông Nicolas Maduro thì tuyên bố với lại báo chí và các hãng thông tấn thế giới rằng là sẽ công bố kết quả trong những ngày tới để chứng minh, chứng tỏ là ông thật sự thắng trong cuộc bỏ phiếu bầu cử tổng thống, thưa quý vị. Và ông sẽ nhậm chức vào ngày 10 tháng Giêng 2025 tới đây, tức là đầu năm tới, thưa quý vị. Và có thể nói rằng bên phía đảng đối lập họ không chịu. Họ nói rằng ông Maduro chẳng có chiến thắng gì vào ngày 29 tháng 7 vừa qua cả, mà có cái sự gọi là ngồi lì, rồi có thể là ăn gian phiếu, rồi vân vân, thưa quý vị. Rồi nước Nga và Trung Quốc và Cuba và Iran là một trong bốn quốc gia đã lên tiếng đầu tiên trên thế giới và chúc mừng tân tổng thống Nicolas Maduro. Nhưng mà các nước khác thì họ đang dè chừng dè dặt trong cái việc công nhận ông Nicolas Maduro này làm tổng thống lần thứ ba của Venezuela, một quốc gia mà nổi tiếng trên thế giới về các cuộc thi hoa hậu. Các nàng hoa hậu gốc Venezuela thường làm điên đảo ở các giải thi sắc đẹp, các cuộc thi hoa hậu, hoa khôi trên thế giới, thưa quý vị. Thì đây là câu chuyện mà vẫn tiếp tục ầm ĩ hai bên. Một bên thì xin nhắc lại là chống lại ông Nicolas Maduro gây rối ở đất nước Venezuela và đang kích động người dân đối lập đứng lên biểu tình chống ông Nicolas Maduro. Tình hình thì chắc rồi cũng phải kết thúc, thưa quý vị, chứ không thể nào mà ăn không ngồi rồi đi biểu tình suốt ngày mà sống qua ngày được. Thì chương trình đến đây tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả khắp nơi. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh. Thành thật cảm ơn. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.